Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 11. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đã diễn ra phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, tháng 11 năm 2023, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí và đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Trong đó, có một số kết quả nổi bật là: các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng khắc phục những khó khăn, tập trung thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 đề ra. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác, tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các cơ quan chức năng, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Vai trò chức năng của các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại các địa phương, đơn vị tiếp tục được phát huy. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, lưu ý việc tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra, thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, tập trung vào những chỉ tiêu khó đạt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 22 tháng 11, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023. Tại hội nghị, công dân Trần Thị Quyển, trú tại thôn An Tiến, xã An Ninh, huyện Bình Lục, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà. Sau khi nghe công dân trình bày và các ý kiến phát biểu, đề xuất của đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương, căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, kết luận về thủ tục pháp lý, thửa đất gia đình bà Quyển, vợ ông Chi đề nghị đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục nghiên cứu lại hồ sơ, khảo sát kỹ lưỡng hiện trạng đất, khu vực nhà bà Quyển và các hộ dân liền kề, rà soát diện tích đất hành lang an toàn giao thông, đất thủy lợi nội đồng theo quy hoạch để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Quyển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân sát thực tế, đảm bảo quyền lợi của người dân và đúng quy định của pháp luật trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch, đề nghị gia đình bà Quyển phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương hoàn thiện việc đóng lệ phí sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 24 tháng 11, Đảng ủy Quân sự tỉnh họp phiên cuối năm ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, lãnh đạo các cơ quan chức năng Quân khu 3, một số ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, bí thư đảng ủy quân sự các huyện, thị, thành phố. Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
quân sự quốc phòng của Đảng ủy quân sự tỉnh năm 2023. Đồng chí đề nghị năm 2024, Đảng ủy quân sự tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì tốt nền nếp sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy quân sự tỉnh cần tiếp tục tham mưu giúp tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng căn cứ hậu cần cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành xây dựng sở chỉ huy cơ bản tại căn cứ chiến đấu đã được phê duyệt, hoàn thành xây dựng tuyến đường cơ động, trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp cấp tỉnh, chỉ đạo huyện Lý Nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm an toàn, đúng luật, tổ chức tốt ngày hội tòng quân, động viên thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phối hợp chỉ đạo hướng dẫn thành lập 100% chi bộ quân sự cấp xã, tham mưu giúp tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, đại hội thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thi đua quyết thắng, dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, tiếp tục thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn của lực lượng vũ trang, duy trì đầy đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ theo đúng quy định. Sáng ngày 24 tháng 11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các cơ quan thuộc khối nội chính tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và cán bộ tham mưu giúp việc công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương, truyền đạt một số nội dung trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước, các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực, kinh nghiệm chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc diện Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo và những nội dung liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo. Chương trình tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực cho cán bộ lãnh đạo, cấp ủy các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Việc tiếp thu, nghiên cứu sâu sắc các nội dung được đề cập tại hội nghị sẽ góp phần giúp cấp ủy các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn công tác nội chính, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Sáng ngày 22 tháng 11, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Theo báo cáo tại hội thảo, từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 10 năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 3.335 đảng viên. Số lượng đảng viên kết nạp hàng năm đã có chiều hướng tăng lên rõ rệt. Chất lượng đảng viên được kết nạp đảm bảo theo quy định. Một số đảng bộ có tổng số đảng viên được kết nạp cao như Đảng bộ huyện Thanh Liêm 538 đảng viên, Đảng bộ huyện Kim Bảng 499 đảng viên. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như số lượng đảng viên kết nạp được hàng năm còn ít, mới đạt 1,8% so với chỉ tiêu phấn đấu là từ 3 đến 4% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Kết quả phát triển đảng viên ở khu vực dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong học sinh sinh viên chưa tương xứng với tiềm năng.
số lượng đảng viên kết nạp được ở các chi, đảng bộ, địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình không đồng đều. Tại hội thảo, đại diện các ban xây dựng đảng, lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phát biểu về các nội dung nhằm thực hiện tốt và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên thời gian tới. Kết luận hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những giải pháp, cách làm hiệu quả của các chi, đảng bộ trong tỉnh trong công tác phát triển đảng viên để khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đối với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phát triển đảng viên. Hàng năm thực hiện việc đánh giá kết quả đạt được, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên. Nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên, nhắc nhở, phê bình các cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân người đứng đầu chưa làm tốt, không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, các ban xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh phối hợp tham mưu chỉ đạo các đảng bộ, tổ chức chính trị xã hội phát động phong trào thi đua, phát hiện, tạo nguồn để tăng cường phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và công nhân lao động. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tiếp tục các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi chúc mừng một số trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã về dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường tiểu học xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo trường tiểu học Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm. Tại các nhà trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đã trao tặng các thầy cô giáo và các em học sinh những lẵng hoa tươi thắm. Chúc mừng các thầy cô giáo, chúc mừng những thành tích trong giảng dạy và học tập của thầy và trò các nhà trường. Chúc các thầy cô nỗ lực hơn nữa trong công tác để có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành giáo dục tỉnh nhà. Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 năm 2023. Chiều ngày 24 tháng 11, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phục vụ kỳ họp. Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ được tiến hành trước, trong và sau kỳ họp thông qua hình thức tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, để góp phần vào thành công của kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hoàng lưu ý các cơ quan thông tấn báo chí địa phương cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về kỳ họp, có kế hoạch và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, theo đúng định hướng. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về kết quả kỳ họp và các nghị quyết của kỳ họp để đông đảo cử tri và nhân dân nắm được. Sáng ngày 22 tháng 11, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã tiếp ngài Kevin M. Chiang, viên chức chính trị, quan hệ đối ngoại, văn phòng chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam vừa qua là bước ngoặt cho mối quan hệ song phương của hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu nhanh tới ngài viên chức Đại sứ quán Hoa Kỳ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả thu hút đầu tư cũng như những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hà Nam trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn các cơ quan của Hoa Kỳ có sự quan tâm đối với tỉnh Hà Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong đợt xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Nam tại Hoa Kỳ vừa diễn ra. Đồng thời tin tưởng rằng tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tốt hơn nữa từ chính phủ và các cơ quan của Hoa Kỳ.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hoa Kỳ sẽ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh tế số, kinh tế xanh. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn công tác. Ngài Kevin M. Chang, viên chức chính trị, quan hệ đối ngoại, văn phòng chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam cũng như kết quả mà tỉnh Hà Nam đã đạt được trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài thời gian qua. Sau chuyến thăm và làm việc này, Ngài Kevin M. Chang hứa sẽ báo cáo toàn bộ nội dung tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để triển khai các nội dung mà phía tỉnh Hà Nam đề nghị nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, tuần qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác về các địa phương tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số doanh nghiệp. Theo đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho 250 đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục cùng với tổ chức công đoàn quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên công nhân lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 tới đây. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động tại đơn vị. Chiều ngày 24 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ xuân năm 2023, triển khai sản xuất vụ xuân năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự chỉ đạo hội nghị. Theo kế hoạch, vụ xuân 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng hơn 31.747 ha. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa xuân là 27.867 ha, cây màu là 3.880 ha. Tổng sản lượng cây có hạt đạt 193.030 tấn, gồm lúa 184.440 tấn, ngô 8.590 tấn, giá trị sản xuất đạt 1.320 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả đạt được trong sản xuất vụ xuân 2023. Với vụ xuân 2024, các địa phương cần bám sát vào chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh, thực hiện với tinh thần chủ động, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, mở rộng các loại giống lúa có chất lượng, mở rộng các loại giống lúa chất lượng cho giá trị cao, áp dụng tiến bộ sản xuất, đưa cơ giới đồng bộ vào các khâu sản xuất, chú trọng công tác phòng trừ dịch bệnh cho lúa, cây trồng, phục vụ tốt công tác tưới tiêu cho sản xuất, nhất là lấy nước đổ ải, làm đất đầu vụ, tăng cường công tác thanh kiểm tra thị trường, chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, phục vụ sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, làm tốt các khâu dịch vụ, chú trọng đến dịch vụ liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân 2024 sát với tình hình thực tế của địa phương. Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất vụ xuân 2023 đã được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.